Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình chơi thử game Pokémon Moon. Do lời nó mới share cho mình cái file file game và mình mới cài được cái game này. Thì mình cũng chưa biết chơi như thế nào nữa. Thì bạn Hiền Lì, mình sẽ hỏi Lì sau. Thấy Lì chơi game này khá hay nên mình hỏi mình chơi quay cho mọi người xem. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nè. Ở đây nó chào mình. Tên là Kukui. Rất là vui được gặp bạn. Bạn đã cố gắng trong một thời gian dài để tìm cách để tới Alola. Bạn thấy nó được không? Chúng tôi chắc không thể gì một quãng đường dài từ Kanto này. Rời khỏi Kanto tới Alola. Alola chứ lộn. Tại vì nhạc nó hơi to, mình cũng chưa biết sao chỉnh nó nhỏ lại nữa. Để từ từ đi, để mình quay thử tập này coi thử nó như thế nào. Nếu mọi người có thích thì mình sẽ làm cái game này cho mọi người xem. Thấy Lì làm rất là thích nên là mình hỏi Lì mình quay chơi. Lúc nào có thấy vui vẻ khi đứa trẻ này nó muốn có con đua của món đầu tiên hả? Nhưng đừng nói với Kahuna về bản thân của mày hả? Kahuna là một kẻ kiểu như là rất là mạnh về huấn luyện Pokemon, crazy strong, kiểu như là một nhà huấn luyện tài ba đó, mà rất là điên khùng khùng, ông giáo sư rồi. Nhanh lên, sẵn sàng. Ba lô của nó thì đang ở trong phòng, tôi nghĩ vậy. Lấy copy quy tắc của cái này. Thôi mở qua điện thoại đi, mình sẽ vô vấn đề chính. Cái nhạc game này cũng nghe khá là vui. Rồi giờ làm cái gì? Giờ vô phòng lấy hả? Dạ. Có gì ăn không má? Mở cửa. Chết cha, đi lộn phòng má rồi. Rồi mặc cái váy của má đi cũng được. Rồi mở tủ xin ít tiền nào. Má cất tiền hết rồi. Cái bà mẹ cái bà má hơi kỳ. Thôi đi ra đi, đi vô, đi ra khỏi phòng mẹ ngay. Tivi lên coi nào. Ở đây không phải là lớp của tivi đâu. Off tivi. Nhắc lộn. Được rồi. Vô phòng mình nè. Mình nhớ là trong đây có cái ba lô. Đây nè, cái box. Bạn đang kiểm tra trong cái movie box hả? À đúng rồi, đúng là cái này nè. Này, đẹp trai ra liền. Đấy, con mèo này mình nhớ là của nhóm R gì mà ta. Sao thằng này nó có luôn cái nhóm mà ác á. Giống chơi cái Pokemon Go kìa. Pokemon Go hồi xưa mình chơi thì mình full con Pokemon huyền thoại, đó chính là Dragonair. Với là nhiều con khủng long khác, tiến hóa là coi như là một tiến hóa gần mát luôn. Còn bây giờ làm cái gì? Đi theo ổng hả? Thôi chào má đi nha. Bye bye con. Rồi. Nhanh đi đi. Game One. Ok, let's go. Nhạc quá trời luôn, không biết bị bản quyền không đây. Quay. Ok, nó nói là đang đi đường này chứ không phải đường kia. Được rồi. Cái chơi bằng cái này kiểu như chơi bằng giả lập á, âm thanh nó hơi bị giật tới để mình setting lại cái âm thanh thử như thế nào. Ok, thì mình vừa ra ngoài rồi với một cái tới một cái nơi đó chính là Tujiko. Phải không ta? Cái âm thanh thì nó delay một chút, mình không biết chỉnh sao cho nó nghe nó ok một chút nữa, mà nhưng mình nghĩ vậy là được rồi. Đây là chắc là chúng ta sẽ đi tìm gặp con nhỏ trong cái đầu tập của cái giới thiệu cái Pokémon Moon này. Đây là you up to the road. I don't know what hub you find. Tôi chẳng hy vọng mình tìm được cái gì trong đó hết. Bạn thật sự có muốn đi vào trong cái tàn tích này không á? Rồi nó kêu hả, không hy vọng sẽ tìm được cái thứ gì đó trong đó. Còn ở đây hình như là một cái làng hả? Đúng rồi, đây là cái làng. Ở cái làng bây giờ thì mình sẽ một đây là chắc cái khu của lộn quá. Mình phải đi xuống bên kia, mình vô cái run với lại nhỏ đó. Ô mình á. Rồi, chúng ta vô thử coi có chuyện đây nè. Mahalo Trail. Rồi đây là một cái tàn tích gì đó mình cũng không biết nữa. Rồi thử đi thám hiểm trong đây coi nào. Ây da, cái gì đấy? Bồ mình vẫn đi một mình. À nó đang cầm Pokemon. Bạn không thể ra khỏi đây, nó sẽ gây rắc rối nếu họ thấy mày. Đó là con Pokemon con nhỏ này nó nói với Pokemon bên trong cái túi của nó là không thể ra ngoài vì sẽ gặp rắc rối khi mà mọi người sẽ thấy con Pokemon trong cái túi đó. Ok, mình sẽ tranh thủ đi ăn cắp cái túi đó coi nào. Ồ, tới một cái thác nước. Không thể chịu đựng được nữa rồi, nó nhảy ra rồi. Ồ, con này là con Pokemon gì đẹp vậy? Pokemon may à? Ồ, có mấy con chim xuống kìa. À, đúng rồi. Giống mà cái tập 1 của mà con Pikachu nó bảo vệ thằng Z đó. Hồi xưa mình hay gọi là thằng Z. Con này nó bảo vệ, với trong kia thì con thằng Z nó bảo vệ con Pikachu bởi mấy con chim nó tấn công. Con Pikachu theo nó luôn. Ok coi nào. Quay lại. Wow. Thích rồi đó. Quát ron quýt chiêu. Nó cần sự giúp đỡ. Hãy cứu Netby. Netby đang bị 3 con chim cu cắn. Hay là 3 con Pokemon chim cắn. Nó kêu biu biu. Vãi. Nó đang khóc hù hù ở trong đó kìa. Spearow, đây là tên của Pokemon kia. Nhưng nó quá sợ để rời khỏi nơi này. Cảm thấy như là rất là thất bại hả ta? Biết nè. Giờ mình vô mình chụp con đó hả? Ôi mẹ ơi. Ui, cái gì kỳ vậy? What the fuck? Đi mà cũng dễ bị té. Cái cầu này ghê vậy. Ok, đi tới đây này. Mấy con chim này không tha cho con này. Thằng này lấy thân thể che đỡ. Ấy á. Giống như là thằng kia đỡ cho Pikachu vậy. Nhật điện hả? Rồi xong luôn, rớt mẹ xuống cầu. Wow, con này đẹp quá vậy. Con này con gì trời? Nhìn đẹp ghê luôn á. Chất chơi người dơi thiệt chứ. Rồi, sao đó rồi đó. Đang cố sử dụng cái năng lượng một lần nữa để cứu bạn, cứu thằng này nè. Này tên là Netby. Có biết chuyện gì xảy ra khi sử dụng cái kỹ năng đó không? Nó không thể di chuyển sau cái lần sử dụng skill đó. Nó không muốn nhìn thấy chuyện này một lần nữa. Ta không muốn nói xin lỗi Netby. Tôi biết là chúng đã cố gắng cứu nó nhiều lần. Cái lần này chứ lộn. Không thể giúp nó trở lại nữa. Kiểu như là nó giúp con này nhiều lần lắm rồi đó. Có gì đó, gì thế? Cho con này cái gì nè. Chắc lại gần cái này. Không có keo biu biu nữa mà. Rồi hai đứa này đi chung luôn rồi. Không biết đi chung không nha. Cười ơi, cười ơi. Are you the Kahuna? Bạn là ai? Bạn là Kahuna. Mình chọn nào đây? Ở dưới. Phải cả đưa nó tặng cho một cái hòn đá này. Đưa như là không đưa vậy. Đừng có nói cái điều này khi là nhìn thấy cái con Netby đó. Rồi chui vậy, chui vô túi nào Netby. Âm thanh nó hơi khó nghe chút ha, mà nhưng hình ảnh thì cũng tạm ổn. Nó lo lắng bị tấn công một lần, nó rất là nhiều Pokemon hoang dã hoặc là nhiều thứ khác. Giúp nó hả? Bạn có nghĩ chúng tôi trở về làng hả? You can see. À, bạn thấy tôi ở làng không? Giờ ai cứu mình giờ? Giờ mình đi lượm hoa quả ăn hả? Giờ này đi đâu trời? Đậu phộng chui đây. À, giờ phải bay xuống cầu. Vô cúp mà. Vô cúp mà phải được đi xuống cầu chứ. Thôi vậy em ơi. Rồi dẫn bồ về đó, dẫn con bồ về để nó lạc ở nơi hoang sơn cung cấp này không được. Vậy thôi. Rồi dẫn nó về làng luôn rồi. Trả năm xị mày. Mà qua cấp tao kẹt quá rồi. Dẫn nó về vòi tiền. Lily. Con nó là Lilai. Lily. Lilai. Lily nói dối. So rất là vui khi được gặp Game One. Ok. Mitu. The Kahuna Ibat. Kahuna Hatfreeton đã trở lại. Rồi bỏ qua mấy cái đoạn thoại này đi. Dịch cũng được mà mình lười quá. Trời ơi mặc cái áo của mình kìa. giáo sư ra rồi. Giáo sư áo vàng ra rồi. Mang dép tông luôn. Đúng dân nhà nông. Rồi, cái ông này chắc là trưởng lão của cái làng này đây. Ha la. Ok, mình sẽ skip đoạn này ha. Ông trưởng làng, ông cho mình chọn 3 con. Thì mình sẽ chọn con nào đây? Thứ nhất là The Rat. Thứ hai là hệ cỏ, thứ hai là hệ lửa, thứ ba là hệ nước. Theo mình thấy là con hệ lửa rất là đẹp, mà nhưng chú đã chọn rồi. Lì đã chọn rồi nên thôi mình sẽ không chọn lửa nữa. Mình sẽ chọn con chim cho nó dễ thương. Tại vì game này Lì chỉ mình chơi mà, không phải Lì chỉ mình cài mà. Rồi nó kêu mình chọn này đúng không? Ok, chết. Quên nhấn lộn nút, Ok. Pikachu. Chọn một con chim. Con hệ cỏ cho nó đã. Rồi, có con chim cu đi theo rồi đó. Con này nhìn mặt ngu thì phải nói luôn rồi. Nhìn dễ thương không à. Rồi. Hãy show kỹ năng của mày đi. Chỉ là biết ăn và ngủ rồi đúng không? Dễ thương quá. Nhìn con kia lúc nào mặt nó cũng méo hết rồi trời. Lo lắng. Con cú đây, đúng là con cú thiệt. Shit thật, dễ thương quá. Ok, chúng ta tiếp tục nè. Coi thử coi. Đây là tiếng của nó. Nó chấp nhận rồi. Nó chấp nhận dành cả thanh xuân cho mình rồi. Mình sẽ đặt nickname cho nó sẽ là Would you like Girolet ở nickname. Thôi, khỏi đi, mình không cần đặt nickname cho nó đâu. Mắc công lắm, để tên gốc cho nó hay. Nó sẽ là đội của mình. Con nhỏ này rất là vui khi gặp nó. Nó có cái con này nhìn. Đó, mỗi đứa có con rồi đó. À, đang nói chuyện với mình đấy. Rồi, bạn đã sẵn sàng cho luyện tập chưa? Đó là món quà dễ thương for handmade special collection. Ok, đó là con món quà đặc biệt dành cho con này. Đó chính là Pokédex. Cái này dùng để xem hình như là thông tin của mấy con khủng long khác á. Nhớ Pokédex là như vậy đúng rồi, hình như là thông tin của khủng long mình có được. Hồi xưa mình chơi Pokemon Go mình cũng có được cái này. Có cái này Pokédex này mình coi được mình có bao nhiêu con. Còn cái này là Badbot của mình. Badbot hay gọi Badbot để cái này đi qua các làng khác. Ok, bây giờ mình đã có rồi, giờ mình sẽ đi thử nghiệm thử coi sẽ như thế nào. Rồi ok, thằng này thì mới vô thì mình mới gặp nó thì nó rủ mình quýnh nhau thì chắc sẽ có một trận chiến giữa mình và anh ta, trận đánh đầu tiên của mình. Ghê. Trông cũng vẻ đẹp á, đây là luyện tập thôi mà. Đầu tiên dục ra con gì đây? Con hề hồi nãy mình có con chim cú. Ai động con chim cú Bây giờ sẽ lựa chọn cách đánh đúng không? What we do? Thứ nhất là mình sẽ chọn quýnh luôn. Phải. Thứ nhất có skill normal, skill cỏ. Nó sẽ tốn hết toàn bộ năng lượng hả? Vậy mình thử chơi chiêu cỏ chứ coi nào. Cỏ với nước đúng không? Trời, chưởng một chưởng. Ồ, gần chết luôn. Đây là một cái effect rất là mạnh. Ở này nó hút lại mình. Vậy là mình thắng rồi. Quýnh tiếp nào. Quýnh đây là kỹ năng tackle, là quýnh kỹ năng thường nè. Mấy con này có kỳ hệ nữa mà. Ồ, kỹ năng thường chết không? Wow, kỹ năng thường không mạnh bằng kỹ năng chưởng. Ồ, mất máu nhiều rồi đấy. 39/40, 34/35. Mình phải tiết kiệm cái này chút. Mình sẽ quýnh cái cuối cùng luôn cho nó chết luôn ha. Ok, quýnh đi nào. Thì mình tắt cái nhạc, tại vì cái nhạc nó delay quá nên mình tắt luôn. Oh, wow, vậy là một cơn mưa hả? Ơi, sao không mất máu? À, nó mix với kỹ năng normal. Chết thiệt chứ. Vậy thôi quýnh chiêu đầu tiên đi. Trời, quýnh cái chiêu đó nó không có tác dụng. Một chưởng chết luôn nè. Ok, thế là đã thắng. Đây là tập luyện đầu tiên những Pokemon cùi thôi. Mình được 65 SP. Kinh nghiệm hả? Lên cấp kìa. Level 6 rồi. Nghĩ phải lên 3 cấp chứ nha. Mỗi lần lên sẽ được cộng 2 máu và tất cả sẽ cộng on là 1. Lần này thua mình rồi. Ồ, tới gì nữa đây? Rồi, màn đầu tiên là chúng ta đã chiến thắng rồi đó. Nó một cái skin con gà đúng không? Thật là tuyệt vời. Thằng này nó cười dễ thương quá. Wow, cái bắt của mình nó hiện lên gì kìa. Cái hùm kem quan sao nữa. Nó có viên đá sparking stone. Bạn có đó phải không? Hình này rất là tự nhiên và nó đưa cục đá ra luôn. Con nhỏ kia bắt đầu sợ rồi đó. Con đá hình như là con đá này giúp cho Pokemon mạnh lên đúng không ta? Khi ai có thôi mình chơi chọn vâng. Mình có nó luôn đi. Research là cái gì ha? Con kia đang bị chửi. Cái viên đá hình như là viên đá sức mạnh phải không ta? Rồi nó bị lừa, bị kiếm mất cục đá rồi. Ok, thì cái game này thì mình cũng chơi thử thôi. Nếu mà người thích cái game này thì mình sẽ làm tiếp những tập sau thôi. Tại vì nó đang delay để mình kiếm cách mình chỉnh cho nó mượt chơi cho nó dễ nè. Được rồi, bây giờ thì chào mọi người nha. Cái con kia nó chui ra làm nhỏ kia giận rồi kìa. Méo mỏ luôn. Cái game này nhìn đồ họa rất là dễ thương luôn. Để coi đi vô nhà hả? Vô nhà thì nói chung là di chuyển rất là nhanh. Mình đã trở về nhà nè. Về nhà thì di chuyển rất là nhanh. Mình trở về nhà với một con cú. Ở nhà thì có con mèo. Con mèo sẽ quất con cú. Về nhà thì FPS nó lên rất là cao. Mà không biết sao mà khi quay ở kia FPS nó rớt. Mình cũng chưa tìm hiểu được nguyên nhân nữa. Đó, hai con Pokemon làm bạn rồi đó. Một con thì Mr, một con thì Kukui.